Ngày hôm nay, cô cùng với các em sẽ tìm hiểu một trong những dạng cơ bản của thể nghị luận xã hội, đó là nghị luận về một tư tưởng và đạo lý. Các em có thể thấy đây là kiểu bài thường xuyên xuất hiện trong các đề thi và nó cũng chiếm một cái lượng điểm khá nhiều trong bài thi của các em, đó là chiếm 3 trên 10 điểm. Vì vậy, cô hy vọng rằng trong cái giờ học ngắn của ngày hôm nay, cô sẽ trang bị cho các em những cái phương pháp cơ bản nhất để các em tự tin làm tốt kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Để tìm hiểu kiểu bài này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một vài đặc điểm của thể văn này. Các em đi vào giúp cho cô phần thứ nhất, một la mã đặc điểm của thể nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Các em có thể thấy, nghị luận về một hiện tượng xã hội thì nó thường phải bàn luận đến những vấn đề mang tính chất thời sự này, nóng hổi này, hoặc là nó phải mang tính chất cấp bách, nó phải được nhiều người quan tâm. Nhưng riêng nghị luận về một tư tưởng đạo lý thì nó lại chủ yếu bàn luận đến những vấn đề về đạo đức tư tưởng của con người. À, như vậy, đặc điểm thứ nhất là về mặt nội dung của kiểu bài này, người ta sẽ thường cho các em bàn luận về những vấn đề cơ bản. Cô lấy ví dụ như sau: tình yêu quê hương, gia đình, tình cảm bạn bè, đúng không nhỉ? Cũng có thể cho các em bàn luận về ý thức trách nhiệm này, ý thức hình thành nhân cách con người, đúng không? Rồi nó có thể cho các em bàn luận về tính cách của con người, tính trung thực, tính dũng cảm, tính hèn hạ, tính nhẫn nhịn, đúng không nhỉ? Và nó cũng có thể cho các em bàn luận về những trạng thái trong tâm trạng của con người, sự bình yên, hoặc là những cái khó khăn bất chắc, hoặc là những trạng thái hoảng loạn lo sợ của con người. Có đúng không các em nhỉ? Đấy là cái nội dung thứ nhất của kiểu bài nghị luận xã hội. Ngoài ra, thể nghị luận xã hội sẽ được thể hiện rõ qua hình thức của đề thi. Cô muốn lưu ý với tất cả các bạn như sau: hình thức của đề thi có thể được thể hiện dưới dạng là một câu chuyện nhỏ, có thể được biểu hiện dưới dạng là một danh ngôn, hoặc cũng có thể được biểu hiện dưới dạng là một cái lời nhận định, hoặc là một cái câu thành ngữ, câu tục ngữ nào đó. Các em có thể quan sát lên bảng đây giúp cô. Cô có 3 ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, Victor Hugo đã từng nói: người ta được sáng tạo ra không phải để mang xiềng xích mà để tung cánh bay lượn trên bầu trời. Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói trên? Vậy rõ ràng, đây là kiểu bài nghị luận về một câu danh ngôn, một lời nói của Victor Hugo. Cô có đề thứ hai, tục ngữ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Vậy là kiểu bài này sẽ yêu cầu chúng ta bàn luận về một câu tục ngữ. Cô có một ví dụ thứ ba. Câu chuyện này có tên như sau, lời cảm ơn. Có hai người khách bộ hành đi trong một khu rừng rậm rạp. Đó là hai ông cháu. Trời nóng và oi bức, họ đã khát nước. Cuối cùng họ đến một con suối nhỏ, dòng nước mát lạnh chảy rì rào. Hai người cúi xuống uống nước. Người ông bảo: cảm ơn dòng suối nhỏ. Nói đoạn, người ông rút ra trong túi một cái môi và múc một ít nước bùn từ lòng suối đổ đi. Đứa cháu cười: vì sao cháu lại cười? Người ông hỏi: có gì mà ông phải cảm ơn dòng suối? Dòng suối có phải người đâu. Nó không nghe được lời ông nói, nó không hiểu được lời cảm ơn của ông. Người ông ngẫm nghĩ, dòng suối vẫn róc rách, chim hót vang trong rừng. Một lúc lâu im lặng, người ông bảo: thế đấy, dòng suối không nghe thấy gì đâu, nhưng có một con chó sói uống nước. Nó có thể không cảm ơn dòng suối. Chúng ta không phải là chó sói, chúng ta là người. Đừng quên điều đó cháu ạ. Và cháu biết con người nói cảm ơn để làm gì không? Đứa cháu trầm ngâm, nó chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó. Chúng ta nói hai tiếng cảm ơn là không để trở thành chó sói. Và đề bài sẽ yêu cầu các em như sau: câu chuyện trên gợi cho anh chị suy nghĩ gì về lời cảm ơn trong cuộc sống? Hãy viết một bài nghị luận xã hội dài từ 4 đến 600 từ trình bày suy nghĩ của mình. Như vậy, ví dụ thứ ba mà cô vừa đọc cho các em là ví dụ nghị luận về một tư tưởng đạo lý thông qua một câu chuyện nhỏ. Vậy với ba cái ví dụ mà cô vừa nêu và rất nhiều những cái đề khác mà các em chưa từng gặp
các em sẽ gặp trong kỳ thi sắp tới, thì các em sẽ xử lý nó như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 là cách làm bài. Chúng ta đi sang phần 2, La Mã. Cách làm bài. Để triển khai thật tốt kiểu bài này, thì các em hãy lưu ý cho cô những bước để làm một bài nghị luận xã hội như sau. Tất nhiên, nó cũng giống như kiểu bài nghị luận về một hiện tượng trong xã hội. Kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý này đòi hỏi chúng ta vẫn phải có kết cấu như một bài văn bình thường, tức là bao gồm mấy phần các em nhỉ? 3 phần đúng không? Mở bài, thân bài và kết luận. Các em đi vào cái ý thứ nhất, một nhỏ, mở bài. Mở bài, các em phải giới thiệu về vấn đề mà các em sẽ nghị luận. Có những bạn thắc mắc như thế này: một câu chuyện mà cô vừa đọc nó quá dài, bây giờ chúng em không thể trích nguyên văn câu chuyện này vào mở bài được. Đúng các em ạ. Nếu như nó là một câu chuyện nó dài khoảng nửa trang, mà các em lại mở bài khoảng nửa trang như thế, cộng với một vài phần diễn đạt các em khoảng một trang giấy, trong khi bài nghị luận chỉ yêu cầu chúng ta viết từ 4 đến 600 từ, thì như vậy là đầu voi và đuôi chuột. Có đúng không? Cho nên nếu như nó là một câu chuyện nhỏ thì các bạn chỉ cần nêu tên của câu chuyện này, nêu ý nghĩa mà câu chuyện yêu cầu chúng ta bàn luận này. Nếu nó là một câu danh ngôn thì các em cần phải làm gì? À, một câu danh ngôn thì các em phải trích nguyên văn câu danh ngôn vào trong bài giúp cô. Nhớ chưa nào? Nếu nó là một câu thành ngữ, nếu nó là một câu tục ngữ thì các em cũng phải trích nguyên văn thành ngữ và tục ngữ đó vào trong phần mở bài. Sau đó các em nêu khái quát nội dung chúng ta sẽ bàn luận. Các bạn đã rõ phần này chưa? Rồi, đấy là phần mở bài. Phần thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đến ở đây giúp cô, đó là phần thân bài. Kiểu bài này yêu cầu các bạn phải tiến hành và làm nó theo 4 bước cơ bản sau đây. Cô sẽ mã hóa thành một cái công thức để các em có thể ghi nhớ, giống như kiểu các em học công thức toán ấy. Thì vào phòng thi các em rất là tự tin, các em cứ những công thức đấy mà các em bết ra trong bài của mình là tốt. Chúng ta sẽ có những bước như này. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tiến hành giải thích. Giải thích ở đây là giải thích cái gì? Giải thích những từ ngữ, những hình ảnh hoặc là những cái từ chốt quan trọng khó để hiểu rõ cái vấn đề hơn. Nhưng mà nếu như nói giải thích thì nó chung chung quá, có nhiều bạn chưa hình dung và tưởng tượng ra được. Các em trả lời cho cô câu hỏi sau này. Cái vấn đề đấy là gì? Ví dụ, cảm ơn là gì? Ví dụ, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng thì mực là gì, đèn là gì? Các em đã hình dung ra chưa nhỉ? Bước thứ hai mà các em cần phải tiến hành làm, đó là các em sẽ phân tích. Bước phân tích này sẽ tương đương với một câu hỏi, đó là tại sao? Tại sao chúng ta phải nói lời cảm ơn trong cuộc sống? Nếu ta đặt được câu hỏi này, các em sẽ thấy vấn đề mà chúng ta bàn luận đây rất dễ dàng đúng không? Bước thứ ba mà các em cần quan tâm đến ở đây, đó là các em phải tiến hành bình luận. Bình luận tức là chúng ta phải thể hiện thái độ đúng, sai. Và việc đúng sai như thế, nó sẽ tương đương với một câu hỏi là trả lời như thế nào? Như thế nào? Cuối cùng, các em đừng bỏ quên một thao tác, đó là thao tác liên hệ các em nhé. Đấy là bước thứ tư, chúng ta sẽ có bài học liên hệ. Liên hệ ở đây là liên hệ dưới góc độ bản thân chúng ta này, liên hệ rộng hơn là xã hội, gia đình, nhà trường này. Vậy đây là kiến thức trọng tâm của kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Kiến thức này các em không được phép quên. Nó có 4 bước rất rõ ràng và cụ thể. À, có cần phải cô nhắc lại không? Giải thích tương đương với câu hỏi là gì? Phân tích tương đương với câu hỏi tại sao? Bình luận tương đương với câu hỏi như thế nào? Và cuối cùng là liên hệ. À, dựa trên công thức này, bây giờ cô sẽ giúp các em chữa, tìm hiểu và cùng lập dàn ý cho một cái đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Bài La Mã. Cách làm bài. À, cô xin lỗi. À, không phải cách làm bài nữa, mà ở đây chúng ta phải gọi là phần luyện tập đi. Phần luyện tập. Luyện tập. Cô có một đề bài như thế này. Các bạn có thể theo dõi cái đề bài này giúp cho cô. Tập quán xấu
Ban đầu là khách qua đường. Tập quán xấu, ban đầu là khách qua đường. Sau đó trở thành người bạn. Trở thành người bạn thân ở chung nhà. Và cuối cùng là ông chủ nhà khó tính. Cuối cùng là ông chủ nhà khó tính. Đây là một câu nói. Người ta yêu cầu các em như sau: trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên. Vậy trước kiểu bài này chúng ta phải làm gì đây? Các em đừng có hoang mang. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn ngồi đây chưa hiểu nội dung của câu nói. Nhưng thao tác đầu tiên là các em phải tìm cho cô những từ ngữ chốt ở đây đã. Cô lấy ví dụ như thế này. Chúng ta có từ gì đây các em nhỉ? À, từ thứ nhất, tập quán xấu. Từ thứ hai mà các em cần quan tâm ở đây đó là khách qua đường. Thứ ba là người bạn thân ở chung nhà. Và cuối cùng nó trở thành gì đây nhỉ? Ông chủ nhà khó tính. Vậy mấu chốt của đề bài này sẽ nằm ở ý đầu tiên, đó là tập quán xấu. Có đúng không? Vậy ta sẽ đi vào triển khai cái đề này các em nhé. Chúng ta sẽ có phần thứ nhất, một nhỏ là phần mở bài. Vì đây là một câu nói ngắn gọn, xúc tích. Do đó khi các em mở bài, các em giới thiệu khái quát vấn đề và các em trích nguyên văn câu nói giúp cho cô vào trong phần mở bài, để cho người chấm bài người ta có thể hình dung tưởng tượng ra ngay là à, học sinh này, thí sinh này đang bàn luận đến một vấn đề mà đề bài yêu cầu. Nội dung cơ bản của câu nói này là gì? Nó muốn đề cập đến một vấn đề là thói quen xấu sẽ ăn sâu, dần dần ăn vào cái đời sống suy nghĩ của chúng ta, nếp sống của chúng ta. Thế vậy sau phần mở bài này, các em sẽ chuyển sang phần thứ hai là phần thân bài. À, hai nhỏ, thân bài. Bây giờ các bạn nhìn lên đây giúp cô nào. À, chúng ta có một cái công thức cô vừa mới cung cấp cho các bạn ở đây. Các bạn nhìn lại giúp cô nhá. Chúng ta có công thức này gồm có mấy bước đấy? 4 bước. Vậy bây giờ áp dụng công thức này, chúng ta sẽ làm cho cái đề bài này. Nào, chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất. Bước đầu tiên, các em sẽ giải thích giúp cho cô nào. Có những từ ngữ gì mà chúng ta cần giải thích? 1, 2, 3, 4 từ này. Cô đã gạch chân ở trên bảng. Sẽ là những từ mà các em cần phải giải thích. Vậy việc đầu tiên các em cần giải thích ở đây đó là tập quán xấu là gì? Mỗi bạn có thể có một suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên khi giải thích thì nó phải mang tính chất tương đối chuẩn. Nếu như các em không chính xác thì các em có thể nói là theo ý kiến của cá nhân. Các em có thể nói là chúng ta có thể hiểu tập quán xấu là cái gì? Là những thói quen, là những hành động, là những hành vi cử chỉ tồn tại trong cuộc sống của con người. Và nó phải là những hành vi xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thứ hai mà các em cần giải thích ở đây đó là khách qua đường. À, khách qua đường là những người mà chúng ta không quen biết, hoặc là chỉ thoáng gặp, thoáng xuất hiện, thoáng qua, sau đó có thể không gặp lại nữa. Cái điều thứ ba mà các em cần giải thích đó là người bạn thân. Khác hoàn toàn với khách qua đường, người bạn thân là những người gần gũi, gắn bó mật thiết với chúng ta, có ảnh hưởng đến suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm của chúng ta. Và ý thứ tư, ông chủ nhà khó tính. Vậy chủ nhà khó tính chắc chắn không phải là khách nữa, mà chủ nhà khó tính sẽ chi phối suy nghĩ, hành động, tư tưởng của chúng ta. Nói một cách khác các em ạ, là nó có thể điều khiển chúng ta. À, thế thì các bạn có thể diễn đạt những cách khác nhau, nhưng khi thể hiện vào trong bài thì các bạn phải tường minh nó bằng 4 ý cơ bản như này. À, rõ chưa các em nhờ? Sau khi trả lời xong phần giải thích, à, thì các em nên tách nó ra thành một luận điểm nữa trong bài làm của mình. Đó là phân tích ý thứ hai. Bước thứ hai ở đây là phân tích. Phân tích tức là chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi tại sao các em ạ. Nào, vậy bây giờ làm thế nào để đặt câu hỏi được tại sao? Các em nhìn lên trên bảng đây cho cô. Các em nhìn vào câu văn này cho cô. Nhìn vào nhận định này cho cô nào. Ta có thể đặt câu hỏi này: tại sao tập quán xấu lại chi phối và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta? Đúng không nhỉ? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Vì sao hoặc là tại sao nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta? À, có rất nhiều lý do các em ạ. Thứ nhất,
là do bản lĩnh của chúng ta, do cái suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ, chưa phân biệt được đúng sai, phải trái và tốt xấu. Cho nên chúng ta dễ bị những cái xấu ảnh hưởng và lôi kéo chúng ta, có đúng không? Đấy là do nhận thức của mỗi người. À, cũng có thể do một cái lý do thứ hai nữa, không phải là nhận thức, mà do chính bản lĩnh của mỗi người. Chúng ta sống gần một cái môi trường rất là nhiều người xấu. Nhưng nếu ta có một bản lĩnh vững vàng, ta có xấu không các em? Không, đúng không? Nào, tôi bây giờ tôi ở cùng phòng với 10 bạn, 9 bạn đều lười học, đều có người yêu và đều đi chơi từ sáng đến tối. Nhưng nếu tôi là một người có bản lĩnh, tôi vẫn học tốt, đúng không? À, tôi vẫn đỗ đại học, đúng không? Nhưng nếu tôi không có bản lĩnh thì ngay lập tức tôi sẽ bị lôi kéo cái gì? Vậy nó có thể là do bản lĩnh của chúng ta, do nhận thức và do bản lĩnh. Các em cũng có thể đưa vào đây rất nhiều ý kiến khác của các em nữa. Chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi thứ hai là như này: vì sao tập quán xấu này ban đầu ấy thì nó chỉ là khách qua đường thôi, nhưng cuối cùng nó lại trở thành ông chủ nhà khó tính? Vì sao đây các em? À, chúng ta thấy nhá, giả sử thói quen của tôi là thích uống nước, tôi thích uống nước lọc, tôi không thích các loại chè và cà phê. Tôi sẽ ban đầu, lần đầu tiên tôi sẽ phải uống thử đã, có đúng không nhỉ? Tôi uống một lần thì gì? Tôi uống hai lần, đúng không? Ba lần, năm lần, mười lần. À, ngon quá, tôi cứ uống như thế. Thì dần dần nó hình thành được một thói quen. Ở đây có bạn nào thích uống Coca không? À, có đúng không? Các em uống Coca một lần đúng không? Các em uống vài lần sau, dần dần các em sẽ bị nghiện Coca hay gì? Vậy, rõ ràng những thói quen xấu bao giờ cũng thế, dù tốt hay xấu các em ạ, nó sẽ xuất hiện lần đầu tiên. Sau đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ ăn vào tiềm thức của chúng ta và nó sẽ trở thành một thói quen. Nếu nó là xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta. Còn nếu nó là tốt, nó cũng mang tính chất rất tích cực, đúng không? Đấy là lý do thứ nhất là vì sao từ một người khách mà nó lại trở thành một ông chủ nhà khó tính. Nó cũng có thể có một lý do nữa các em ạ. Đó là do hoàn cảnh, do môi trường, do tác động từ phía bên ngoài làm cho chúng ta thay đổi. À, và chính cái điều này nó ăn sâu dần dần vào trong nếp nghĩ của chúng ta, trong suy nghĩ, trong hành động, trong cử chỉ của chúng ta, làm cho chúng ta có những thói quen xấu. Con người chúng ta luôn luôn có hai phần, một là ý thức và thứ hai là bản năng. Ý thức ấy, nó giống như một cái tường rất là vững chắc, còn bản năng nó là những khe hở. À, Nguyễn Minh Châu có nói là trong mỗi một con người có hai phần, là phần rồng phượng và phần rắn rết. Rồng phượng tức là những cái đẹp đẽ, còn rắn rết tức là những cái xấu, người ta gọi nó là phần bản năng đấy các em. Ví dụ, một cô gái đi qua cửa lớp, theo bản năng bình thường, khi các em nhìn thấy một cô gái đẹp, các em phải rung động, đúng không? Các em thấy, à, đẹp quá, xinh quá, đúng không? À, bây giờ tôi đến lớp, tôi nhìn thấy một cái điện thoại iPhone rơi ở trong lớp, tôi nhìn thấy một cái iPad rơi ở trong lớp, thì bản năng đầu tiên của mỗi một con người, lòng tham sẽ nổi lên, tôi rất là muốn lấy trộm nó. Nhưng ý thức ở trong đầu của tôi đây này, là tôi phải trả lại cho cái người đánh mất, bởi vì cái người mất người ta cũng rất là thiệt thòi. Thì nếu như ý thức điều khiển được bản năng, chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt hơn. Nhưng có rất nhiều bạn ngồi ở đây vẫn bị phần bản năng chi phối, và vì thế thì những tập quán xấu này dần dần sẽ ăn sâu vào suy nghĩ của chúng ta, và nó sẽ trở thành một ông chủ nhà khó tính. Các em đã rõ cái chỗ này chưa nhỉ? À, đấy chính là biểu hiện của phần phân tích. Sau khi phân tích xong, các em có thể chuyển sang một cái bước thứ hai rất quan trọng sau bước phân tích, đó là phần bình luận. Bình luận. Cô muốn lưu ý với các bạn như thế này: việc bình luận tức là các em phải khẳng định nó đúng hay là nó sai, tức là các em sẽ đi trả lời một câu hỏi là như thế nào. Vậy bây giờ cô hỏi cả lớp này, cái câu nói mà ở trên bảng cô vừa nêu ra cho các em ấy, nó đúng hay sai? À, rất nhiều bạn đã nói là nó đúng, có đúng không? Nó đúng thì các em phải khẳng định luôn là câu nói này hoàn toàn làm sao? Đúng, và nó đã nói đúng được những tâm lý của con người. À, cô lấy ví dụ như thế này. Và đến đây thì trong bài viết của các em có thể lấy ví dụ để lắp vào. Ví dụ việc hút thuốc lá. Ban đầu tôi muốn thử, nhưng nếu tôi hút mãi thì nó sẽ hình thành một thói quen xấu, đó là nghiện thuốc lá. À, ví dụ việc copy tức là tôi không học bài, đúng không? Lần này tôi không học bài, cô giáo kiểm tra, tôi mở vở ra xem một tí. Đến lần sau, tôi cũng không học bài, tôi lại mở vở ra xem một tí. Nhiều lần như thế thì nó sẽ hình thành nên cái gì đây nhỉ? Thói quen xấu. Và cái câu nói này nó rất đúng, bởi vì nó như một lời răn dạy nhắc nhở chúng ta phải biết hạn chế những cái thói quen xấu của mình để hình thành một cái nhân cách cao đẹp hơn.
À, câu nói này cũng hoàn toàn đúng, bởi vì nó có thể cảnh báo chúng ta. Cảnh báo về điều gì? Mỗi một người cần phải có những cái ý thức đúng đắn, cần phải có nghị lực trong cuộc sống, cần phải biết phân biệt phải, trái, trắng, đen, đúng, sai, tốt, xấu. Để làm gì? Để hướng mình đến những điều thiện, để hướng mình đến những thói quen tốt. Và cô hy vọng rằng các em ngồi đây sẽ có nhiều thói quen tốt hơn là những thói quen xấu. Thế sau khi bình luận xong thì các bạn phải có phần liên hệ. Liên hệ ở đây tức là các em sẽ liên hệ ra bản thân các em đấy. Các em cần làm gì khi các em đọc cái câu nói này? À, thiết thực nhất đối với học sinh của chúng ta, gần gũi nhất đó là việc ôn thi, đúng không? Nếu như ta có thói quen tốt, ta chịu khó ôn tập này, ta lắng nghe này, ta ghi chép bài đầy đủ này, mỗi một ngày một ít, tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, năng nhặt chặt bị, ắt hẳn chúng ta sẽ có một kiến thức để đi thi, đúng không? Nếu chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu cố gắng, chúng ta thích ngủ hơn là thích học, thích xem phim hơn là thích học, thích đi chơi hơn là thích học, thì chắc chắn chúng ta không đạt được một kết quả tốt. Và vô hình chung, tất cả những thói quen xấu đấy sẽ trở thành một ông chủ nhà khó tính, điều khiển tất cả suy nghĩ và hành động của các bạn. Vậy mỗi bạn có thể tự liên hệ đến bản thân mình. Rộng hơn, trong xã hội thì mỗi một chúng ta nên hình thành những cái hành vi đạo đức đẹp, để mỗi một người sẽ có những cái thói quen tích cực hơn, và chắc chắn xã hội sẽ có nhiều tích cực và tiến bộ hơn, có đúng không? Đấy là những cái ý cơ bản nhất mà cô muốn các em lắp ráp triển khai cho một cái đề bài, làm ví dụ minh họa cho kiểu bài nghị luận về một gì đấy, tư tưởng và đạo lý. Và các em nên nhớ giúp cho cô là bài này chỉ được viết khoảng 600 từ. Vì vậy, mỗi một ý mà chúng ta triển khai ở đây, các em nên viết nó thành một đoạn văn ngắn để người chấm bài có thể nhìn ngay ra hệ thống luận điểm của các em. Có lẽ chỉ cần làm được như thế thôi, bài văn của các em đã thành công đến 50% rồi đấy. Trong buổi học của ngày hôm nay, cô đã dành một ít thời gian để nói cho các em về kiểu bài nghị luận về một tư tưởng và đạo lý. Và một lần nữa, cô rất muốn các em thực sự ghi nhớ giúp cho cô cách làm bài về một tư tưởng đạo lý, bao gồm 4 bước. Cô xin nhắc lại một lần nữa, các em nhớ nhá, lần này sẽ là lần cuối cùng mà cô nhắc lại để các em có thể ghi nhớ luôn và không được quên nó. Đó là giải thích trả lời cho câu hỏi là gì, phân tích trả lời cho câu hỏi tại sao, bình luận trả lời cho câu hỏi như thế nào. Và đặc biệt không được phép quên đó là bài học, tức là các em phải liên hệ. Các em đã nắm được chưa nhỉ? Cô mong rằng với những cái kiến thức cơ bản này, các bạn sẽ ghi nhớ cái công thức làm bài cho cô này. Các em có thể sưu tầm thêm một số những cái đề bài ở trên mạng. Các em có thể sưu tầm thêm một số các đề bài trong chính sách giáo khoa và phần bài dạy của cô, và sẽ lập dàn ý theo những bước mà cô đã hướng dẫn các em. Cảm ơn các em đã tham dự cái buổi học ngày hôm nay. Và nhớ nhá, đừng quên những phần mà cô đã dạy, đặc biệt là công thức làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý.